Sáng nay 20 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại khu tưởng niệm liệt sĩ ngã Ba Rồng và di tích nhà thương giếng nước trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và quân khu 7. Tại đền tưởng niệm ngã Ba Rồng trong khuôn viên di tích lịch sử cấp quốc gia ngã Ba Rồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn dâng hương dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đã dâng hương dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm ngã Ba Rồng và cụm tượng đài Sống vĩ đại, chết vinh quang. Trước đó, tại đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong di tích nhà thương giếng nước, Chủ tịch nước dâng hương dâng hoa, dành một phút tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất 18 thôn vườn chầu anh hùng vì độc lập tự do dân tộc. Tiếp đó trong sáng nay, tại xã Tân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước đã thăm tặng quà một số hộ gia đình chính sách tiêu biểu là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xè và ông Lê Văn Cao, sinh năm 1948, thương binh 81%. Tại xã Xuân Thới Sơn, Chủ tịch nước đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nết, sinh năm 1930, có hai con liệt sĩ.